Xuân đã về, còn lâu vui nào hơn một mùa xuân đến. Xuân xuân nơi xuân đến rồi, kính chúc muôn nhà gặp nhiều an vui. Hôm nay là ngày 23 tháng chạp, chưa chợt tới nơi rồi mà chưa thấy cái táo nào vào chầu, lại còn hai cái ông Nam Tào và Bắc Đẩu này nữa. Giờ đến nơi rồi mà vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Các bạn nhỏ ơi, các bạn nhỏ có thấy anh Nam Tào và anh Bắt Đầu ở đâu không ạ? Các bạn nhỏ mà thấy anh Nam Tào và anh Bắt Đầu ở đâu thì kêu giúp Thiên Lôi với nhá. Anh Nam Tào ơi, anh Bắt Đầu ơi. Chào anh Bắt Đầu ạ. Này, hai người có biết bây giờ là mấy giờ với hôm nay là ngày gì không nhỉ? Mà có chân chim chân sáo ở đây. Ngày gì? Hôm nay là ngày gì thế nhỉ? Hôm nay là ngày gì với các bạn nhỏ nhờ? Hôm nay 23 giờ ạ. Ngày gì đấy? Năm ta. Ngày gì? Các bạn nhỏ biết đấy. Chúng ta thử hỏi các bạn nhỏ ở đây xem các bạn có biết không nha. Hôm nay ngày gì? Chết rồi, đúng rồi. Hôm nay ngày táo quân chầu trời. Lo đi make up với làm đẹp có nhớ gì đâu. Vậy thì Nam Tào và Bắt Đầu xin phép Thiên Lôi sẽ vào báo cáo một hoàng. Xong rồi chúng ta sẽ mời các táo vào chầu thôi nhỉ. Được. Mình vào chầu thôi. Vâng. Trang phục chỉnh tề. Chỉnh tề. Ngọc Hoàng giá đáo. Ai khanh bình thường. Đa tạ Ngọc Hoàng. Này Nam Tào Bắt Đầu. Dạ. Một năm qua, ta nghe nói thầy và trò trường Minh Tâm đã rất là cố gắng và nỗ lực để học tập và thực hành theo phép tắc người con. Này Nam Tào Bắt Đầu, hãy triệu các táo vào để báo cáo tình hình cụ thể cho ta nghe. Dạ vâng ạ. Truyền táo nhà trẻ báo cáo. Nhiệm! Khoan tay!
chúng mày thành bình thường. Xin mời Táo Sen Hồng Hai vào chầu. Thầy bấm Ngọc Hoàng, Táo Sen Hồng Hai xin tham kiến Ngọc Hoàng ạ. Thái Khanh bình thường. Kính chúc Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế ạ. Cô và trò của lớp Sen Hồng 2 cũng rất là cố gắng và có nhiều tiến bộ. Các con hãy ngồi thật là nghiêm túc nghe chưa, để nghe ta nhận xét đây. Một năm qua, ta thấy rằng các con có nhiều tiến bộ, nhưng trong đó một điểm ta rất vui mừng là các con đã cúi chào ngày càng cung kính hơn. Các con đã tự giác, chủ động khi gặp người lớn, đã nhanh đến chào. Điều này rất là đáng khen ngợi. Khi cúi chào thì cúi chào đúng 90 độ, không quá thấp mà cũng không quá cao, rất là cung kính. Thế nhưng mà cũng ở trên thiên đình này,
Thỉnh thoảng ta nhìn xuống thì thấy rằng một số bạn vẫn cúi chào chưa được cung kính, vẫn để cho thầy cô và cha mẹ nhắc nhở nhiều lần mới chịu cúi chào. Đặc biệt có một số bạn trên trường thì rất chào hỏi rất là cung kính, nhưng mà về nhà thì không chịu cúi chào, đi qua nhà ông bà cha mẹ không cúi chào một cách nghiêm túc. Như vậy là các con đã phạm vào tội nói dối thầy cô, tội này là nặng lắm đấy nha. Do đó các con hãy cố gắng mà sửa đổi, thật tin tưởng rằng các con sẽ ngày càng sửa đổi được lỗi lầm này. Từ việc cúi chào cung kính này mở rộng ra, tất cả hành vi, lời nói của các con phải thật là cung kính trước người lớn. Người xưa đã dạy rằng thân mà không trang nghiêm thì tâm không thể đoan chánh được. Vì vậy, nếu các con xem nhẹ hành động cúi chào này thì tâm của các con không thể đoan chánh được. Vì vậy, ta tin tưởng rằng các con sẽ sửa đổi được những lỗi này. Ta nhận thấy rằng sau một năm, các thầy và trò trường Minh Tâm đã rất là cố gắng, rất là nỗ lực và dùng công để dạy dỗ các con. Đa phần các con đều là những em bé đã biết hiếu thảo với cha mẹ, vâng lời thầy cô, đoàn kết với bạn bè, biết yêu thương và chia sẻ với bạn bè. Đặc biệt các con còn biết yêu thương vạn vật xung quanh, từ những cây cỏ cho đến các loài động vật. Đây là điểm làm ta rất là vui mừng và tự hào về các con. Nhân dịp hôm nay, khi năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến, ta cũng rất là xúc động. Ta muốn nhắc lại những lời vàng ngọc của người xưa đã dạy dỗ bao thế hệ chúng ta. Ta nhớ rằng người xưa có dạy rằng: nghiêm phụ thì xuất hiếu tử, nghiêm sư thì xuất cao đồ. Chữ nghiêm ở đây không chỉ là nghiêm khắc, mà còn là nghiêm chỉnh, nghiêm trang, nghiêm túc, trang nghiêm. Vì vậy, ta mong rằng các quý thầy cô sẽ cố gắng và nỗ lực hơn nữa để hoàn thiện bản thân, làm ra sự chuẩn mực, làm nên những khung vàng thước ngọc cho các con. Người xưa cũng dạy rằng: di tử kim mãn doanh, hà như giáo nhất kinh. Nghĩa là để lại cho con một hòm có đầy vàng bạc châu báu đi nữa thì cũng không bằng dạy con đọc sách thánh hiền. Chính vì vậy, ta mong rằng các bậc phụ huynh sẽ cố gắng đọc sách, cố gắng học tập quyển sách Phép Tắc Người Con. Có như vậy thì chúng ta mới có thể dạy dỗ của con cháu chúng ta được tốt ra. Người xưa cũng dạy rằng: dĩ tử giáo độc thư, thư trung hữu kim ngọc. Nghĩa là đã nuôi dạy con thì phải biết dạy con đọc sách, bởi vì trong sách có vàng ngọc. Vì vậy, một lần nữa ta tha thiết mong rằng các bậc phụ huynh và cha mẹ hãy cố gắng học tập bộ sách Phép Tắc Người Con để thâm nhập được vào trong trí tuệ của người xưa, trí tuệ của thánh hiền. Có như vậy thì chúng ta mới có thể dạy dỗ, che chở, bảo vệ cho các con của chúng ta được. Và cuối cùng, các con thân yêu, ta cũng có đôi lời nhắn nhủ với các con: bất thiện hiếu vi tiên. Nghĩa là chữ hiếu đứng đầu trăm điều thiện. Hiếu cảm đến trời thì mưa thuận gió hòa, hiếu cảm đến đất
thì muôn vật hóa sanh, hiểu cảm đến người thì phước lành tăng trưởng. Vì vậy ta mong rằng các con hãy cố gắng trở thành những người con hiếu thảo để gia đình mình được phước lành tăng trưởng. Tin rằng có phước báu thì ông bà cha mẹ sẽ được bình an khỏe mạnh và sẽ luôn ở bên cạnh các con để chăm lo, chăm sóc và nuôi dạy các con nên người. Ta hy vọng rằng trong một năm mới này, thầy và trò trường mầm non Minh Tâm sẽ cố gắng hơn nữa để nhà nhà đều có người con hiếu hạnh, lớp lớp đều có học trò ngoan hiền, để qua đó góp một phần nhỏ bé của mình giúp cho xã hội an định, thế giới hòa bình. Bởi vì người xưa cũng đã dạy rằng thái bình nên gắng sức, non nước ấy nhìn thu. Và trong thời khắc thiêng liêng của tiết trời sang xuân, ta cũng xin nhắc lại lời của người xưa: không làm các việc ác, tuổi tuổi được bình an, vẫn làm các việc thiện, hàng năm như ý. Ta tuyên bố bái triều. Chúng thần đã tạ Ngọc Hoàng á. Cuối sau mắt nhìn chân lên.